để vượt qua cái lúc khó khăn này hả chị. Dạ rồi. Coi như là em cũng có chút tấm lòng, có ít lòng nhiều. Dạ. Thì em cũng gửi cho chị, mong các mạnh thường quân ai mà có pháp tâm bồ đề giúp đỡ chị tên gì? Dạ em tên Hạnh. Tên Hạnh, ảnh tên gì? Anh xã em tên Hùng. Chị Hạnh và anh Hùng. Giờ sau đó liên hệ với anh Nghĩa là giúp đỡ cái hoàn cảnh này khó khăn ha. Dạ rồi, cảm ơn anh giúp đỡ cho vợ chồng em với các cháu. Dạ, Hoàng Nghĩa mến chào khán thính giả đã quay trở lại kênh. Thì hôm nay cũng là một ngày thật sự rất vui cho vợ chồng của anh Hùng. Sau khi xem cái video của Nghĩa chia sẻ về hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng anh Hùng nè, thì anh Vũ đây có xem được video và liên hệ với Nghĩa để có cái tâm lòng muốn hỗ trợ hay là trao quà gì đó mọi người. Thì bây giờ Nghĩa sẽ chờ anh Vũ một tí xíu. Rồi chưa, hai anh em mình đi được chưa? Rồi em chở anh trực tiếp qua bển luôn, tìm hiểu gia đình luôn. Rồi thì đường đây qua bên bển cũng hơi xa xa chút. Nghĩa xin phép dừng video đỡ đôi chút nha khán thính giả. Rồi qua tới nơi rồi sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp. Rồi ok, rồi bây giờ anh em mình đi ha. Siêu việt cho anh Hùng đi ha. Thì anh cùng một tay, thì hàng ngày là anh đi đi mua dây chai, đi mua dây chai đồ lòng vòng nè. Mà bữa chị của mình đây bị tai biến đó, rồi không có tiền, cho nên rồi anh cũng bán luôn cái chiếc xe ba gác của mình. Vũ theo đây là cũng là một mạnh thường quân, cũng thường xuyên làm từ thiện, nhưng mà cũng thật may mắn là đã liên hệ được với Nghĩa đó. Mọi người thấy cái căn nhà này có quen thuộc không? Thì hôm nay không biết anh Hùng có ở nhà không. Chị ơi, chị ơi, anh Hùng có nhà không chị? Anh đi xe xe hả? Thì bây giờ chị sắp xếp tiếp anh Vũ một tí xíu được không? Anh Vũ cũng là một cái mạnh thường quân nè. Sau khi anh xem cái video của em đó, anh cũng ngỏ ý muốn xuống tìm hiểu rồi coi giúp được gia đình mình cái gì đó thì giúp. Rồi hai con nhớ chú không? Nè. Bữa qua anh đi rồi cái bị sụp cái ụ gà nó gãy cần số. Rồi. Gì nữa hả? Cái chiếc xe kia bán rồi giờ còn có chiếc xe đi tới lui rồi sụp ụ gà gãy cần số nữa hả? Đi sửa ra coi. Thì đây là Nghĩa có chở anh Vũ mình theo nha mọi người. Ảnh thì gầm tháng 7 hay là cái mùa Vu Lan này, ảnh cũng đang chuẩn bị một số quà, cũng đang dự định là trao từ thiện đó, nhưng mà tình cờ ảnh xem được video của Nghĩa rồi ảnh liên hệ được với Nghĩa. Anh Phan quay ra để cho em mặc cái quần nó đàng hoàng. Rồi đi. Chị bữa nay là đỡ rồi đó, hồi bữa hổm mới chỉ đi á, chỉ đi nó nỉển con bên nè, cái giò bị liệt bên á. Bởi nhờ anh Hoàng nè cho được mấy trăm, rồi của em thêm được ít trăm, rồi với của cô Huệ nữa nè. Cô Huệ thì gửi gạo với mì đồ này kia nọ xuống. Rồi hai chồng ngay chăng cái bữa đó là còn có một nhúm gạo thôi. Một nhúm gạo như vậy nè, rồi là nấu ra một cái nồi cháo. Hai đứa nhóc nó bưng hai cái tô cháo rồi chan nước tương ăn dòm thấy tội lắm. Rồi gặp cúp điện nữa, ở thăm cho mày hai ngày luôn. Rồi tình cờ bữa đó em xuống cũng hên, rồi em sửa điện giùm luôn. Thì nếu những cái khán giả mà đang theo dõi kênh của Nghĩa thì giờ cái căn nhà này chắc cũng không có còn xa lạ nghe mọi người. Thì tình thiệt, từ lúc ban đầu Nghĩa chia sẻ video lên thì cứ hễ mà có mạnh thường quân nào hay là có bất cứ cái sự hỗ trợ nào đó thì Nghĩa sẽ tiếp tục tới, cứ có nhận quà cho anh Hùng là Nghĩa sẽ sắp xếp tới bất cứ lúc nào. Đây thì đóng dây chai chắc anh cũng mới vừa gom bán, đừng lấy tiền đi sửa xe gì đó mọi người. Anh Vũ ngồi chơi tí xíu anh Vũ. Thôi bây giờ xin phép ta tiếp tục lại tham quan một vòng khu nhà của mình nữa nha. Thì tình thiệt khán thính giả thông cảm, mỗi người mỗi cảnh. Nhà cửa thì nó đôi khi nó cũng không có được như mình suy nghĩ nghe mọi người. Đây.
Để coi bữa nay giờ gia đình của mình ăn cơm với gì đây. À, hên quá bữa nay có nấu cơm rồi nghe mọi người. Hôm trước nghĩa vô là còn có một nhúm gạo thôi, rồi một nhúm gạo là tầm nửa chén thôi. Gia đình nấu ra một nồi cháo. À đây, còn được bao nhiêu đó mọi người? Để coi coi. Cái này chắc cũng được 1 lít mấy. Thì lúc ban đầu là anh Vũ liên hệ với Nghĩa, dự định là gửi qua cho Nghĩa mua 50 kg gạo đừng gửi qua cho bên hai chồng anh Hùng nè. Nhưng mà Nghĩa là thôi, nếu mà anh sắp xếp được qua tới bên nhà để tham quan được thì càng tốt, chứ gửi qua Nghĩa thì nó cũng hơi mất công. Rồi thì bây giờ xin mời mọi người lên trước ha. Một bữa có anh Hùng ở nhà mà do hồi sáng này cái xe bị sập ổ gà, bị hư cần số cần thắng gì đó, rồi phải đi sửa nữa rồi mọi người. Cái căn nhà này là của Mạnh Thường Quân cho hai chồng ở tá túc nè mọi người. Ở đây cô chú anh chị thấy đó, nó cũng khá là vắng vẻ nha. Đôi khi ban đêm ban hôm thì cũng hồi hộp. Ở gia đình của mình lại có trẻ em mà thêm vậy là bé gái nữa, cho nên Nghĩa cũng thấy hơi hồi hộp cho gia đình, cũng hơi lo lo. Nhưng mà cuộc sống mà phải chịu thôi mọi người ơi. Hỏi chị ngồi đi, chị ngồi đi, chị ngồi đi cho anh Vũ hỏi thăm tí xíu đi. Chị ngồi bên bển đi. Trời ơi, không sao đâu. Rồi hôm bữa hổm là cái vụ mà bị chị bị tai biến gì đó, là mấy bữa nay có tiền lại uống thuốc đã đỡ rồi phải không? Nó vẫn còn tê, chăm chích mấy cái đầu ngón tay nha. Nó tê tê nhiều lúc giống như nó cũng hơi bị liệt liệt. Chị bị té là tự nhiên nó bị cơ thể mình nó bị. Dạ thì em té xuống rồi cái tự nhiên nó vậy. À bị té rồi bị tê. Dạ. Không có thăng bằng á. Cái mình khuỵu xuống vậy rồi cái đứng lên thì nó mất cân bằng luôn rồi té. Dạ, dạ. Nằm luôn. Bây giờ bình thường chị có đi làm gì không? Dạ anh nông xã em thì cũng đến đây rồi. Dạ. Cùng một tay đến bị đây. Đó bị tai nạn. Dạ thì anh bị tai nạn anh. Rồi anh bị cụt tay. Giờ đâu có làm được gì, một tay đâu có lao động được. Dạ thì anh đi chai đó. Đi chai đó. Anh nhận vòng là bữa rồi chị bị té đi. Anh bán đủ xe luôn rồi. Cũng mấy rồi mưa bão không có mua bán được cái anh cũng bán cái xe đi trang trải trong nhà. Nhà này của mình hay là mình nhà này là mình ấy chứ không có phải là của mình. À, của người ta cho mình ở mà không có lấy tiền. Dạ. Dạ. Tháng là không lấy tiền. Tiền điện thì mình lo, tiền nước này thì mình sinh hoạt. Hai đứa nhỏ, hai đứa con chị còn hai đứa đi học hả? Dạ thì các cháu nó mới có 8 tuổi, 9 tuổi à. Nó cũng còn nhỏ lắm, thành thử lớp mấy rồi? Dạ, đứa thì lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó. Tại vì cũng nghỉ mấy năm Covid á, xong rồi năm rồi thì nghỉ đến qua Tết mà tụi em không cho đi học lại thì cũng không thấy căng quá. Năm nay là cũng cho tính là nghỉ hết cái hè này xong đầu năm cho nó đi học lại. Học lại từ đầu à? Là của cái năm đó. Chứ hết một năm rồi. Chứ mình cũng nghỉ lâu, tại năm ngoái thì chính ra là Covid nghỉ 2 năm liền nên là nó cũng mất cơ bản luôn. Năm ra là thôi kệ cho các cháu học cho ấy nó cơ bản lại. Thì gia đình nói chung là tụi em thì nội ngoại không có ai hết, ba má mất hết rồi. Đó, thì hai vợ chồng cũng mười mấy năm nay là ba mẹ mất hết thì hai vợ chồng tự bươn chải thôi. Bên chồng còn. Dạ bên chồng không còn ai không? Ảnh cũng một cô, em cũng một cô. Quê anh chị đâu? Ảnh thì quê với Sóc Trăng. Còn em thì trên thành phố xuống. Thì xưa em làm trên thành phố. Nhà em trên thành phố rồi mẹ mất rồi em về Bình Tân làm. Rồi cái ảnh thì nhà ảnh nó bên Bình Tân luôn. Về đây là ảnh là ảnh tu, ảnh niệm Phật mỗi ngày hả? Dạ ảnh tự ảnh niệm Phật, ảnh thiền luôn. Dạ, anh đừng có bước vô cái này nha. Là pháp đồ ảnh ra bài với lại. Dạ thì ảnh thì nói chung là ảnh cũng không, ảnh thì ảnh không có phải tu theo cái phái ăn chay trường. Ăn uống bình thường thôi, tại vì dạ từ 3 tuổi là ảnh đã vô chùa rồi.
À, anh Phượng vô chùa, tại ngày xưa nhà quận 8 gần chùa cho nên là cái điều kiện nó cũng có duyên sớm với chùa, đi ra đi vô, thành thử là anh dạ. Thì đó, thì nói chung là ông xã em thì hướng vậy. Còn bên này là ba má em. Ừ, ba em thì ngày xưa là bộ đội bên tình báo, còn bà già thì bên lương thực. Nói chung ông bà già thì cũng có công cách mạng vậy đó, nhưng mà cũng mất, ba thì mất ba mấy năm rồi, mẹ thì mất cũng 15 16 năm rồi. Nó thế năm ra cuộc sống nó không có được khó khăn à. Dạ không. Mới có chị, em chị có đi bác sĩ gì không hay là uống thuốc nam? Dạ không, em ở nhà em ấy thôi chứ cũng không đi bác sĩ gì. Ờ không được thì mình đi châm cứu mấy cái phòng thuốc ấy đi, thì nó không có nhiều tiền đâu. Châm cứu thì có lẽ là nó đỡ hơn, thuốc tây thì nó hơi mắc lắm. Thì em biết thuốc tây thì nó mắc, nhưng mà có điều cái là đi thôi thì mạnh tư đi châm cứu á. Tại vì ổng ở nhà nhiều lúc ảnh cũng còn đi đây đó kiếm ve chai, em phải trông hai đứa nhỏ đó, trong hoàn cảnh không có nhờ được gửi gắm được cho ai hết, nên là cũng không có đi được, nói thiệt là như vậy luôn. Em cũng coi qua cái kênh của anh Nghĩa đây hả? Anh Nghĩa, ờ 983 thì em cũng có liên lạc với anh Nghĩa. Sau khi tìm hiểu thì thấy cái hoàn cảnh của anh chị cũng hơi khó khăn. Dạ. Thì em hồi nãy thì em có tính là liên lạc anh Nghĩa là gửi cho chị là 50 kg gạo. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ ra đây giúp đỡ một phần nào đó, coi như là gạo hay là chị cũng xây sở gì trong gia đình để vượt qua cái lúc khó khăn này hả chị? Dạ rồi. Coi như là em cũng có chút tấm lòng, có ít lòng nhiều. Dạ. Thì em cũng gửi cho chị, mong các mạnh thường quân ai mà có phát tâm bồ đề giúp đỡ chị tên gì? Dạ em tên Hạnh. Tên Hạnh, ảnh tên gì? Anh xã em tên Hùng. Chị Hạnh và anh Hùng. Và sau đó liên hệ với anh Nghĩa là giúp đỡ cái hoàn cảnh này khó khăn ha. Dạ rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ cho vợ chồng em với các cháu. Các mạnh thường quân nào có phát tâm bồ đề cũng giúp được cái hoàn cảnh của chị Hạnh và anh Hùng ngay cái lúc khó khăn này, cũng xin cảm ơn nhiều. Đây nha mọi người, thì lại một lần cuối Nghĩa chuẩn bị, Nghĩa với anh Vũ chuẩn bị về, trời cũng ui dữ lắm rồi mọi người. Thì đây cũng là một cái tin vui, cũng có được một cái mạnh thường quân hỗ trợ cho Nghĩa làm những cái điều mà có ích cho xã hội. Nghĩa thật sự rất là vui. Và cái điều đầu tiên nhất là Nghĩa xin chân thành cảm ơn khán thính giả, những cái người đã yêu mến Nghĩa và theo dõi kênh của Nghĩa. Dạ, rồi bây giờ Nghĩa và anh Vũ xin phép được về. Sau khi xuống ghé thăm nhà của anh Hùng, thì bây giờ Nghĩa cũng đã đưa anh Vũ về lại tới nhà của ảnh rồi đây. Thì thật là vui khi liên lạc được với một mạnh thường quân. Đây là hai cháu con của anh Vũ. Rồi ha anh Vũ, vì anh em mình chia tay ha. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi máy bay anh. Rồi giờ Hoàng Nghĩa cũng xin phép máy bay khán thính giả thân yêu của Nghĩa ngang.